Xin chào và rất vui gặp lại các bạn trên kênh Học Phim. Các bạn thân mến, hiện nay thì bộ phim Quần Vương Bất Diệt đã kết thúc và có một cái kết có hợi cho cặp đôi chính. Trong phim thì tuy rằng cặp đôi Lee Min Ho và Kim Go Eun bị che là không có phản ứng hóa học, thế nhưng ngoài đời cả hai lại vô cùng thân thiết. Và thậm chí mới đây, các fan còn chỉ ra rằng có bằng chứng chứng minh Lee Min Ho và Kim Go Eun đang thật sự hẹn hò. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Mới đây, một bài đăng với tựa đề Lee Min Ho chắc chắn hẹn hò với Kim Go Eun trên Pan đã phân tích vô cùng kỹ lưỡng những khoảnh khắc ngọt ngào bằng chứng hẹn hò của cặp đôi. Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng khiến cư dân mạng Hàn Quốc phát sốt. Chứng kiến những khoảnh khắc này, cư dân mạng chắc nịch hẳn rằng cặp đôi đang yêu nhau thì mới có thể ngọt ngào và coi đối phương là người đặc biệt nhất như vậy. Đáng chú ý nhất là chi tiết Lee Min Ho có động thái đặc biệt đáng nghi trong ngày sinh nhật của Kim Go Eun. Trên phim bị chê gượng, vậy nhưng ở hậu trường, Lee Min Ho và Kim Go Un tình thương mến thương lắm đấy nhé. Đùa dẫn vui vẻ quan tâm nhau bất chấp mọi ánh mắt xung quanh. Xin thưa, đây hoàn toàn là khoảnh khắc ngẫu hứng chứ không phải là diễn, nhìn ánh mắt và biểu cảm, cách mà Lee Min Ho chăm sóc người ấy kia. Kim Go Un khẽ hôn trộm Lee Min Ho một chút ở gò má, khoe môi của Lee Min Ho đã kéo lên tận mang tay. Bế bồng nhau hạnh phúc như một cặp đôi thật sự. Lee Min Ho âu yếm xoa đầu an ủi Kim Go Eun khi cô buồn vì bộ phim Quân Vương Bất Diệt đóng máy. Cả hai thân thiết với nhau trong cảnh quay ở bãi biển. Ngoài ra, cư dân mà cũng nhanh tay nhanh mắt soi ra hàng loạt những bằng chứng hẹn hò trên Instagram của Lee Min Ho và Kim Go Eun. Vào tháng 5, shipper của cặp đôi đã được một fan quán kéo khi Lee Min Ho liên tiếp đăng hình ảnh của Kim Go Eun lên Instagram cá nhân. Ngoài trừ mẹ ruột của năm diễn viên, Kim Go Eun chính là cô gái đầu tiên được Lee Min Ho đăng ảnh. Lee Min Ho đã đăng ảnh nhìn Kim Go Eun đắm đuối dưới ánh hoàng hôn. Tôi thấy tay mình nắm lấy tay cô gái ấy, trong trạng thái cực kỳ xến xúa khiến hàng loạt shipper phải rụng tim. Vào ngày 2 tháng 7, sinh nhật của Kim Go Eun, Lee Min Ho đăng tải một video đi dọc bờ sông Hàn, lồng vào đó là một bài hát có ca từ vô cùng ngọt ngào về tình yêu. Không những vậy, cư dân mạng chỉ ra những bằng chứng Lee Min Ho và Kim Go Eun đã ở bên nhau trong bữa tiệc sinh nhật của nữ diễn viên. Chứng kiến loạt bằng chứng tình bè bình này, cư dân mạng không khỏi suýt xoa khen độ đẹp đôi của cặp đôi Lee Min Ho và Kim Go Eun. Nhìn ánh mắt Lee Min Ho là biết anh ấy thích Kim Go Eun lắm rồi. Chị ấy quả thật là một người con gái đặc biệt đó, cả hai cũng có tuổi rồi, hẹn hò một hai năm rồi kết hôn như Ji Sung và Lee Bo Young là vừa đẹp. Tôi xem nhiều phim của Lee Min Ho đóng rồi, vậy nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy luôn. Ngoài đời Kim Go Eun xinh lắm, tính tình cũng tốt, ai làm việc với chị ấy cũng đều nhận xét tốt cả. Có vẻ như Lee Min Ho cũng thích những cô gái tươi sáng, hoạt bát như Suzy và Park Min Young, Kim Go Eun cũng giống vậy. Yêu hay không thì em không biết, vậy nhưng Lee Min Ho đáng yêu quá. Ngoài đời, Kim Go Eun rất xinh đẹp, mặt cực nhỏ, da thì trắng sáng. Tôi là Lee Min Ho thì tôi cũng hẹn hò với Kim Go Eun. Xem video Kinh mới thấy chị đáng yêu xỉu luôn. Chúng mình là hàng phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những bộ phim mới và hay nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.